Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry, người kể sử. Nếu bạn là một người đam mê quân sự thì chắc chắn sẽ cảm thấy ngỡ ngàng với những hình ảnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm tới tập đoàn Viettel. Ta lại thấy, chà, thế là đúng quy trình rồi đấy. Khi một loạt những bức ảnh chụp cận cảnh và công khai đã cho thấy hàng loạt những khí tài quân sự mới. Từ tin đồn thì giờ đây nó đã được sản xuất hàng loạt và đưa vào biên chế. Đồng thời, những bức ảnh đó đã giải đáp rất nhiều thắc mắc trong thời gian qua về đường lối quốc phòng của quân đội Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu chúng qua video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, cùng nhìn lại những bức ảnh đã được công bố. Thực ra những bức ảnh này không mới, khi trong mấy năm vừa qua đã có nhiều kiểu ảnh mập mờ như vậy. Thế nhưng trong lần này, thứ mà chúng ta được thấy không phải là lấp ló vài cái xe phóng bị che khuất, mà là đầy đủ những loại khí tải tiên tiến như là S-125VT, tổ hợp tên lửa bờ biển, UAV tự sát, hệ thống tác chiến điện tử, v.v. Rất tiếc là chỉ cho thấy ảnh, chứ thông số kỹ thuật thì chưa có. Thế nhưng như vậy cũng là may mắn lắm rồi. Và nó dường như đang đi đúng quy trình nói ít làm nhiều của Việt Nam, vốn từ xưa này. Đầu tiên là tin đồn trong và ngoài nước, sau đó thì đến hình ảnh rò rỉ, không biết là vô tình hay là có ý. Và cuối cùng sẽ là hình ảnh khẳng định 100%. Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng với danh nghĩa là làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel về chương trình T09 và hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Viettel. Kèm theo đó là hình ảnh khí tài và nhà máy sản xuất linh kiện vũ khí. Và điều quan trọng nhất là chúng đều gắn mác Viettel, không lẫn đi đâu được. Ví dụ như hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển mà nhà nước chưa công bố tên. Thế nhưng theo lời đồn thì nó là VCM-01M. Đặc điểm bên ngoài của bệ phóng hầu như chúng ta đều đã nghe nói nhiều lần. Thế nhưng phải nói rằng không nhiều lần chúng ta có những bức ảnh cận cảnh và sắc nét tới vậy. Hay nói một cách khác, đó là công tác sản xuất loạt tổ hợp tên lửa bờ biển đã bắt đầu từ lâu và đã đi vào sản xuất hàng loạt. Kiểu như khi nào gạo gần nấu thành cơm rồi thì mới cho toàn dân biết. Từ những bức ảnh này, ta có thể thấy thành phần của tổ hợp gồm có xe đài điều khiển tổ hợp radar VRS-MCX có khả năng cảnh giới và chỉ thị mục tiêu cho tổ hợp hỏa lực bờ biển. Tổ hợp này thì không mới khi chúng đã xuất hiện với thông số kỹ thuật từ lâu, ngang ngửa với loại Monolith B của tổ hợp Baston B. Với xe cẩu nạp đạn, điều khiến chúng ta bất ngờ đó là có tới 4 xe nạp đạn. Nếu căn cứ theo những tổ hợp trên thế giới, nó sẽ tương ứng với những cụm đạn mà tổ hợp này đem theo. 4 xe cẩu tương đương với tổng số lượng là 16 quả đạn. Hay nói một cách khác, đó là quá trình sản xuất tên lửa VCM cũng như tổ hợp tên lửa M đã bước vào giai đoạn hàng loạt. Cuối cùng, đó là xe phóng với ống phóng vuông mang theo 4 tên lửa. Như vậy, xem ra mấy tin từ báo Hàn Quốc và Mỹ là khá chuẩn khi họ từng đặt nghi vấn vào năm 2022. Điều này cũng có nghĩa là còn một phiên bản nữa mang ống phóng tròn, chưa biết là dùng với mục đích gì. Ngoài tên lửa ra, UAV tự sát cũng đã xuất hiện. Trong video về lực lượng UAV của Việt Nam, kênh từng làm trước đây khoảng 4 tháng, lúc đó thì chỉ mới là vài bức ảnh lẻ tẻ. Còn giờ đây, không chỉ là UAV mà còn có cả hệ thống phóng và bảo quản UAV luôn. Mẫu UAV này được thiết kế với phần thân thuôn dài hình hộp, với phần đầu to đặt cảm biến quét mục tiêu. Cụm cánh có thể gấp gọn khi triển khai từ ống phóng và từ hai đuôi. Ngoài ra, các hình ảnh từ báo chí cũng lần đầu tiên cho chúng ta thấy rõ nét bệ phóng và hộp bảo quản UAV cảm tử do Viettel phát triển. Nhìn kiểu bệ phóng này, nó cho thấy đặc tính cơ động mang vác bằng sức người, vừa có thể triển khai trên xe phóng hàng loạt. Đây là một sự kế thừa cũng như học hỏi từ chiến trường Ukraine hiện nay. Nhìn hình ảnh này, mình chợt nhớ tới hình ảnh quân giải phóng ngày xưa, tách từng cụm ống phóng của BM-14 ra để đưa vào chiến trường miền Nam, chiến đấu theo đúng phong cách đã làm nên thương hiệu của pháo binh Việt Nam, đó là hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung. Ngoài hai thứ này ra, còn một loạt những hình ảnh khác đánh dấu sự xuất hiện công khai của các loại khí tài Viettel như là S-125VT, hệ thống tác chiến điện tử, khả năng sản xuất linh kiện vũ khí trong nước. Và đặc biệt nhất, đó là khu vực thử nghiệm radar thế hệ mới của Viettel. Nhìn sơ qua thì nó khá giống với radar mảng pha chủ động được trang bị cho tàu chiến hoặc là máy bay thế hệ thứ tư. Nhìn chung, chỉ với nhiêu đó thôi, nó đã giải đáp được khá nhiều thắc mắc trong động thái quốc phòng của Việt Nam năm 2023. Thứ nhất, đó là việc Việt Nam giảm mua vũ khí một cách đáng kể vào năm 2023. Theo tờ SIPRI, trong năm 2023,
ngân sách quốc phòng của Việt Nam ước tính rơi vào khoảng 7,5 tỷ đô. Trong đó thì chỉ có khoảng hơn 1 tỷ đô được chi cho việc mua sắm vũ khí từ nước ngoài. Qua đây, ta có thể lý giải nó qua một số nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất, đó là Việt Nam đang định hình lại phương hướng phát triển trong tương lai. Kể từ những năm 1990 tới nay, Việt Nam luôn theo sát các cuộc chiến và cử nhiều đoàn công tác đi học tập, rút kinh nghiệm và từ đó xây dựng phương án đối phó cho bản thân. Từ chiến tranh vùng vịnh đến chiến dịch tự do bền vững của Mỹ và ngay cả hiện tại là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Cuộc chiến này đã khiến người ta phải đánh giá lại rất nhiều về các loại vũ khí và các phương tiện tác chiến, từ sự hiệu quả đến không ngờ của UAV hay drone, cho đến sự bảo vệ không thể thiếu được của pháo phòng không, tầm quan trọng của tác chiến điện tử, vân vân. Và chính vì vậy, Việt Nam đã chủ động chậm nhịp đầu tư để có thời gian nghiên cứu thêm, đi chắc tiến chắc. Thứ hai là từ các bức ảnh này cũng có thể thấy rằng Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào nền công nghiệp quốc phòng trong nước, từ đối hải, đối không và bắt kịp trên thế giới là UAV và drone, để phát triển một loại tên lửa chống hạm không phải là điều dễ và rẻ tiền. Ví dụ như Triều Tiên chẳng hạn, họ cũng đã phát triển KH-35 phiên bản nội địa có tên là KN-09 Khung Song 3 và hệ thống phòng thủ bờ biển Parasuri 6. Quá trình này kéo dài tới 8 năm liên tiếp. Số tiền thì tuy không được công bố, thế nhưng dựa vào việc chúng được triển khai trên thiết kế của hệ thống BALE đến từ Nga thì cũng có thể ước tính chi phí lên tới gần 2 tỷ đô. Đó thì cũng mới chỉ là tiền nghiên cứu, còn tiền sản xuất, tiền cho các hệ thống vận hành, đủ thứ nữa. Nghe thôi cũng đã thấy nó phải gấp từ 2 tới 3 lần con số trên rồi. Đó là chúng ta đang nói tới Triều Tiên, một quốc gia có nền công nghiệp nặng khá phát triển và hiện đại, mà còn mất nhiều thời gian tới vậy, chứ chưa nói gì tới Việt Nam chúng ta. Việc công khai hàng loạt những khí tải hiện đại cho thấy rằng Việt Nam đã xây nhà từ móng từ rất lâu rồi và bắt đầu hái được những quả ngọt đầu tiên. Đây sẽ là tiền đề cho những bước đột phá trong tương lai. Không phải là mình nói quá, thế nhưng tiền lệ thế giới đã cho thấy rằng một khi phát triển được tên lửa đất đối hải rồi thì phiên bản hải đối hải, không đối hải sẽ rất nhanh chóng có mặt thôi. Vì bản chất của chúng đều là tên lửa hành trình, nhưng chỉ thay đổi cách phóng và hành trình bay vào thôi. Cho nên mình sẽ không bất ngờ nếu như 1-2 năm nữa tự nhiên chúng ta thấy hình ảnh một lớp tàu tên lửa lạ hoắc phiên bản made in Việt Nam, hay là tàu chống ngầm, hoặc là tự nhiên một lớp tàu cho cảnh sát biển được cải hoán có thêm vài bệ phóng tên lửa nữa chẳng hạn. Tiếp theo đó là UAV. Thực ra bây giờ mới công bố thôi, còn các bạn lên TikTok, Google không khó để thấy hình ảnh ngay từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Trong nhiều cuộc tập trận, chúng ta đã thấy hình ảnh bộ đội Việt Nam phóng UAV tự sát rồi. Điều khiến mình nghi hoặc nhất đó là mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ dường như đã có thể bắt đầu mở rộng, vì loại UAV này rất giống với loại UAV cảm tử Coyote được Hoa Kỳ cho phép xuất khẩu vào năm 2020. Nếu quan sát các bức ảnh, ta có thể thấy thiết kế khí động học của chúng phải giống nhau đến 99%, có chăng thì chỉ khác cái màu. Thậm chí đến ống phóng cũng không khác nhau là mấy. Mà như ta đã biết, Hoa Kỳ luôn phản ứng một cách gay gắt, thậm chí là trừng phạt công nghệ và kinh tế khi vũ khí của mình bị sao chép. Vậy nhưng trong những năm gần đây, quan hệ Việt-Mỹ đang tốt lên khi hai bên đã nâng tầm quan hệ đến đối tác chiến lược toàn diện. Cho nên rất có thể đây là sự hợp tác giữa hai bên hoặc là một sự đồng ý ngầm của Hoa Kỳ. Với Coyote, loại này được họ triển khai ở chiến trường Trung Đông trong vai trò chống lại các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Đến cả Ukraine còn chưa được viện trợ mà Việt Nam lại có luôn phiên bản nội địa rồi đấy. Và nếu điều này thành sự thật thì đây chính là một dấu mốc đánh dấu cho mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ, khi đây là lần đầu tiên mà chúng ta mua vũ khí sát thương của họ. Kể từ năm 2016, khi mà Tổng thống Obama đã xóa hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, các hợp đồng của hai bên chỉ mang tính biểu tượng và nhỏ giọt, như là máy bay huấn luyện T-6, UAV trinh sát cỡ nhỏ, hoặc là Việt Nam nằm trong chương trình bàn giao vũ khí dư thừa khi nhận được các tàu tuần duyên và tàu tuần tra ven bờ cho lực lượng cảnh sát biển. Theo công bố của nhà sản xuất, Coyote hiện nay có hai phiên bản. Một loại là UAV cảm tử, lần đầu được trang bị vào năm 2014, có thời gian hoạt động là 30 phút, phạm vi hoạt động là 80 km, có khả năng mang theo đầu đạn nặng khoảng 5 kg. Dành cho ai hỏi 5 kg thuốc nổ thì có làm nên trò trống gì không, thì loại UAV Lancet của Nga, vốn đang làm mưa làm gió tại Ukraine, cũng chỉ có đầu đạn nặng 5 kg
là đã đủ để tiễn luôn một khẩu pháo CESA của Pháp ra đi rồi đấy. Phiên bản nữa là phiên bản chống UAV tự sát, lần đầu được trang bị vào năm 2018. Nghe khá lạ đúng không? Thế nhưng ở phiên bản này thì con UAV Coyote này được trang bị cả radar phát hiện mục tiêu, sau đó nó sẽ tiếp cận và kích hoạt đầu đạn nổ, tạo ra hàng trăm mảnh văng, răng mản đạn và phá hủy mục tiêu. Hiện thì chưa rõ Việt Nam đang dùng loại nào. Điều cuối cùng đó là lời giải cho việc thay thế các loại tên lửa phòng thủ bờ biển kiểu cũ. Hiện nay, các đơn vị tên lửa bờ biển của Việt Nam gồm có Lữ đoàn 679 tại vùng 1 Hải quân, đóng tại thành phố Hải Phòng, trang bị tổ hợp 4K44 Red Dot. Lữ đoàn 680 tại vùng 3 Hải quân, đóng tại thành phố Đà Nẵng, trang bị tổ hợp 4K51 Rubet. Lữ đoàn 681 tại vùng 2 Hải quân, đóng tại Bình Thuận, trang bị tổ hợp Beston B. Lữ đoàn 685 đóng tại căn cứ quân sự Cam Ranh thuộc vùng 4 Hải quân, trang bị tổ hợp Extra và Aquila. Lữ đoàn 682 mới được thành lập tại Phú Yên, cũng thuộc vùng 4 Hải quân, trang bị tổ hợp Beston B. Trong đó thì lữ đoàn 679 và lữ đoàn 680 đang được trang bị các loại tên lửa cũ nhất, khi 4K44 và 4K51 đều đã ra đời từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Đặc điểm của chúng là to, nặng và có hành trình bay khá dễ đoán. Tuy nhiên chúng lại có tầm bắn xa và đem theo một lượng thuốc nổ lớn. Ví dụ như tên lửa P-35 trên 4K44 có tầm bắn tới 500 km và mang theo đầu đạn nặng gần 1 tấn. Tuy nhiên thì cũng chính vì to mà một hệ thống cũng chỉ có khả năng mang theo được khoảng 4 quả đạn tên lửa, và hệ thống điều khiển của chúng thì cũng khá lạc hậu. Chính vì vậy, việc thay thế chúng là điều cần thiết. Nói tới đây thì các bạn cũng đã hiểu mình đang muốn nói tới gì rồi phải không? Vâng, đó là việc mà VCM-01M, nó sẽ chính là giải pháp của Việt Nam cho các tổ hợp tên lửa cũ kỹ này. Lần đầu tiên, chúng ta sẽ được thấy một hệ thống hoàn chỉnh từ A tới Z với tỷ lệ nội địa hóa cao tới như vậy, chứng tỏ là chúng đã được biên chế cho một đơn vị nào đó rồi. Mà theo nhiều tin đồn thổi thì đó là lữ đoàn 679 tại Hải Phòng. Trong khi đó, hiện nay cách hiệu quả nhất để tấn công các chiến hạm đó là tấn công bầy đàn hoặc tấn công bão hỏa, tức là phóng cùng lúc nhiều tên lửa từ nhiều hướng, thường là ít nhất từ 4 quả trở lên. Như vậy ta có thể thấy rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Viettel đã hé lộ rất nhiều thứ về đường lối phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, cũng như đã cho thấy những nỗ lực đầu tư vào công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã bắt đầu cho quả ngọt.